Thưa quý vị, Shimiko là một cô gái Hàn Quốc mang trong mình tình yêu lớn dành cho Việt Nam. Cô cũng chính là chủ nhân của clip Xin chào Việt Nam vừa qua đã gây ấn tượng mạnh trong cộng đồng mạng với những tâm sự rất chân thành. Càng ở Việt Nam lâu, từng ngõ ngách, từng con phố, những nụ cười bình dị của con người tại đây càng khiến cho cô chơi đàn nhiều hơn. Vậy từ đâu mà một cô gái Hàn Quốc lại phải lòng Việt Nam đến như vậy? Chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng phóng viên của VTC14 gặp gỡ và trò chuyện với cô gái này trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Jamie đã phải lòng Việt Nam ngay từ lần đầu tiên theo chồng sang công tác. Dường như cô đã tìm thấy rất nhiều sự đồng điệu với con người cũng như phong cảnh nơi đây. Thay vì ở lại Hàn Quốc để theo đuổi sự nghiệp của một nhạc công chơi nhạc cổ điển, cô đã quyết định đưa cả gia đình nhỏ của mình đến Việt Nam để được gần chồng, đồng thời cũng thỏa mãn mong muốn gần gũi và khám phá về đất nước con người Việt Nam. Từ đó, tiếng đàn của cô cũng dần vượt ra khỏi những khuôn phép cổ điển hàng trăm năm, gần như không đổi. Đặc biệt, qua cây vĩ cầm, Jamie muốn kể câu chuyện về Việt Nam. Một đất nước khác với những gì cô được biết qua truyền thông, sách báo. Và cô hy vọng sẽ mang những nét đặc sắc đó đến với khán giả quê hương mình. MV Xin chào Việt Nam như một hành động tỏ rõ thiện chí đẹp đẽ mà Jamie dành cho đất nước và con người Việt Nam. Những giai điệu truyền thống được thể hiện qua tiếng đàn vĩ cầm của người phụ nữ Hàn Quốc mang trong mình tâm hồn Việt. Jamie, nhiều người xem qua MV của Jamie thì không khỏi trầm trồ về một Việt Nam rất đẹp qua từng khuôn hình và cả tiếng vĩ cầm du dương nữa. Mình có thể chia sẻ một chút những cái kỷ niệm trong quá trình mà mình thực hiện MV Xin chào Việt Nam chứ? Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Jamie có lẽ chính là lúc nhìn thấy cả ekip của mình và cả giám đốc sản xuất phải đổ mồ hôi đầm đìa cực khổ giữa trời trưa nắng cháy để có những góc quay tuyệt đẹp cho MV. Dù cho cảnh thiên nhiên có tươi đẹp đến mấy, âm nhạc có rung động lòng người đi nữa, nếu không có đội ngũ ekip và giám đốc sản xuất cũng như quản lý của Jamie thì nhất định sẽ không bao giờ có MV hay như vậy. Trong MV có một cảnh Jamie đứng trên rooftop nhìn xuống cảnh đêm Sài Gòn. Lúc đó Jamie cảm thấy như mình đang đứng dưới bầu trời cùng gắn bó với mình suốt 7 năm qua và ngắm nhìn những con người sẽ dõi theo bước đường của mình đi. Jamie thật sự rất là xúc động. Được biết là nhiều người sau khi gặp Jamie thì lập tức nói chị là một cô gái Hàn Quốc mang trong mình dòng máu Việt. Khi mà nghe điều đó thì không biết là mình có suy nghĩ như thế nào ạ? Đây là một câu hỏi khiến Jamie rất cảm động. Mặc dù trong mình Jamie chảy dòng máu của Hàn Quốc, nhưng đối với Jamie, mảnh đất mình đang sống mới chính là ngôi nhà duy nhất của mình. Và Jamie nghĩ mình sẽ không thể rời xa nơi này được. Đối với gia đình và cả tất cả bạn bè người Việt Nam, Jamie luôn là một người Hàn có dòng máu Việt chảy trong tâm. Và Jamie nhất định sẽ dùng tài năng âm nhạc của mình để báo đáp lại tình cảm của mọi người đã dành cho mình. Việt Nam trong MV của chị Jamie thì vô cùng tuyệt đẹp nhưng mà vẫn còn đó khá nhiều những cái hạn chế. Đã khi nào trong cuộc sống cũng như là trong công việc hàng ngày, Jamie gặp những cái khoảnh khắc, những câu chuyện, những cái con người khiến hình ảnh Việt Nam trong mắt mình có phần trở nên xấu xí hơn một chút nào chưa? Nếu nói đến hạn chế thì thời gian sống ở Việt Nam, Jamie đã rất nhiều lần nhìn thấy có rất nhiều người khốn khổ và đau bệnh sống lây lất ngoài đường. Thỉnh thoảng thì Jamie cũng hay cùng ba mình đi chợ sáng và rất hay mua giúp những người bán hàng rong, dù thật sự mua về cũng chẳng biết phải dùng vào đâu nữa, nhưng ít ra cũng giúp được họ bán được hàng. Điều mà Jamie luôn muốn thực hiện nhất là tìm đến những đứa trẻ bất hạnh và giúp đỡ các em. Trên đời này có rất nhiều người bất hạnh hơn mình, nên nếu con người biết rộng lượng bao dung và giúp đỡ nhau thì tốt biết bao. Tính đến thời điểm hiện tại thì không biết là Jamie chị đã đặt chân đến những vùng đất nào ở Việt Nam và trong số đó thì mình có ấn tượng sâu sắc nhất với vùng đất nào ạ? Những ngày đầu khi đến Việt Nam, nơi mà Jamie đặt chân đến đầu tiên là Mũi Né ở Phan Thiết và Học Lặng ở Phú Quốc. Du lịch đối với Jamie là niềm đam mê bất tận vì thiên nhiên tươi đẹp không bao giờ có điểm dừng. Trong MV của Jamie, các bạn cũng có thể nhìn thấy được những nụ cười ấm áp tình người. Những nơi mà Jamie đã từng đi qua như là Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc, Đà Lạt, Hội An. Điều mà Jamie luôn nhớ nhất và cảm thấy hạnh phúc nhất chính là tình người ở mỗi nơi đó. Nên rất khó để mà chọn ra một nơi mà mình yêu thích nhất. Vì Jamie yêu tất cả những địa danh mà mình đã đi qua và cả những con người ở nơi đó nữa.
Vâng, chúng ta đang sống trong những ngày Tết Nguyên đán 2017. Chị Jamie đã có tìm hiểu như thế nào về Tết Năm Con Gà này ở Việt Nam, và Tết ở Việt Nam thì khác với Tết của người Hàn ra sao ạ? Năm 2017 là Tết Con Gà. Theo Jamie thấy thì Tết ở cả Việt Nam và Hàn Quốc thực chất không có điểm khác biệt mà còn rất là giống nhau. Ở Việt Nam vào dịp Tết, cả gia đình sẽ cùng quây quần sum họp trò chuyện với nhau bên mâm cơm ấm áp. Con cái sẽ diện đồ đẹp, chẳng hạn như áo dài giống như là Jamie đang mặc vậy nè. Tết là dịp để chúng ta ở bên cạnh những người mà mình yêu thương và trân trọng. Ở Hàn Quốc cũng vậy, Tết cũng là một dịp lễ rất lớn ở Hàn, là dịp để con cháu thể hiện sự kính trọng đối với ông bà cha mẹ, rồi gia đình quây quần cùng ăn cơm, cùng vui chơi và chia sẻ cho nhau những câu chuyện đã qua trong năm vừa rồi. Cũng giống như ở Việt Nam, vào dịp Tết ở Hàn Quốc cũng có phát bao lì xì nữa. Hầu hết tất cả nét truyền thống đều tương đồng với Tết cổ truyền của Việt Nam. Trong năm 2017 này thì không biết là chị Jamie có những cái kế hoạch, những cái dự định như thế nào, đặc biệt trong số đó có những cái kế hoạch, những dự định nào có gắn bó với mảnh đất Việt Nam này ạ? Trong năm 2017 tới đây, Jamie hiện đang ráo riết chuẩn bị cho ca khúc tiếp theo của mình. Hy vọng sẽ mang lại những hình ảnh mới mẻ hơn cho khán giả. Dù biết không dễ dàng gì, nhưng mà Jamie luôn muốn làm sao cho khán giả hiểu được Jamie là một người như thế nào, vì sao lại lựa chọn Việt Nam. Vì vậy Jamie sẽ nỗ lực hết mình để mọi người có thể cảm nhận được điều đó. Jamie hy vọng là có thể trở thành một người bạn gần gũi đối với khán giả Việt Nam bằng âm nhạc mang vẻ đẹp của Việt Nam và cả quê hương Hàn Quốc của mình đến với khán giả. Rất cảm ơn chị Jamie đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nhân dịp năm mới thì chúc chị như là gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và thành công. Và có lẽ là trước khi chia tay chương trình ngày hôm nay thì sẽ là một món quà nho nhỏ mà chị Jamie muốn gửi tới tôi cũng như khán giả của VTC, đúng không ạ? Dù cho là phải đối mặt với rất nhiều khó khăn hay bất hạnh gì thì Jamie cũng cầu chúc cho mọi người sẽ vượt qua được tất cả trong năm 2017 sắp tới đây. Jamie sẽ luôn cổ vũ và ủng hộ cho các bạn bằng những giai điệu âm nhạc. Xin cảm ơn. Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc. Yêu các bạn. Các bạn hãy yêu mến Jamie nha. Tôi yêu Việt Nam. 사랑해요. Chúc mừng năm mới. 감사합니다.